Nguyên liệu ép ra cám viên hôm nay gồm có cám, cám xay và đây là đầu tôm. Đầu một trứng. Và các loại thịt vụn. Tiếp theo là rau muống đã được xáy cắt khúc nhỏ để cho nó ép đều và dễ hơn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ trộn nguyên liệu vào để test máy ép cho các bạn. Đầu tiên là lấy cám. Cám này là cám bắp nghiền nha bà con. Mọi người phối trộn sao cho độ ẩm từ dao động từ khoảng tầm 25-30% thì ép ra viên cám nó sẽ đẹp, đều và mịn. Chúng tôi phối trộn mỗi loại nguyên liệu một ít để ép cho bà con thấy. Máy sử dụng rất là dễ. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ thêm một ít hạt bắp để cho bà con có thể thấy rằng là máy ép cũng không có gì là khó khăn, rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần trộn đều các nguyên liệu và làm sao cho độ ẩm dao động từ 25-30% thì viên cám sẽ ra. Chúng tôi trộn một ít để test cho bà con cùng thấy ha. Tiếp theo chúng ta sẽ cho rau vào. Khi cho nguyên liệu vào thì bà con nhớ đảo đều lên để cho nguyên liệu nó được phối trộn với nhau, là viên cám nó sẽ có đủ đầy đủ chất dinh dưỡng, chất đạm, chất xơ và các nguyên liệu nó ra đều. Nếu mà bà con thấy nó hơi độ ẩm hơi cao thì mình có thể trộn thêm cám, hoặc tùy theo khi mình trộn cảm giác thấy nó thiếu độ ẩm thì mình tăng thêm rau, còn nó độ ẩm cao quá thì mình sẽ tăng thêm nguyên liệu khô như cám, bắp. Chúng ta bật công tắc lên và cho nguyên liệu vào, từ từ thì viên cám nó sẽ ra. Máy ép mặt sàn thì chúng tôi đã siết chỉnh đúng cũ của nó rồi. Còn khi bà con sử dụng mà các bà con thấy mà viên cám nó ra chưa đủ chắc thì các bà con siết ba cái ốc ở của ba quả nô xuống, từ từ thì viên cám nó sẽ ra đều đẹp. Khi nào mà viên cám ra đạt được cái chuẩn và ý đồ của mình rồi thì lúc đó mình chỉ cần trộn nguyên liệu và cho vào thôi. Nếu như bà con quan tâm đến sản phẩm hay cần tư vấn thêm thì có thể liên hệ trực tiếp xuống số bên dưới video. Số điện thoại tư vấn viên kỹ thuật chuyên sâu của bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho bà con để sử dụng được sản phẩm một cách phù hợp và ưng ý cho mình. Máy ép cám viên thì bên công ty Thế Giới Máy có thể cung cấp các loại một pha, ba pha đầy đủ cho bà con lựa chọn theo mô hình chăn nuôi của mình. Hẹn gặp lại quý bà con vào những video tiếp theo.